Bữa nay mình trồng bắp khía cho cả nhà xem ha. Đây là nửa ký bắp khía nè. Còn bắp khía thì mình rửa sạch, mình tét ra từng càng nha. Mình trộn sẽ thấm hơn. Đây mình đã cắt cái móng nó bỏ hết rồi, thì lấy cái càng đó thôi. Đây mình đã làm sạch rồi ha. Đây là nguyên liệu để mà ướp bắp khía ha. Còn đây là nước tắc nè, tắc thì mình đã dắt xong rồi nè, để chén. Còn đây là tỏi với ớt, còn đây là đường ha. Còn ở đây là vỏ tắc nè, vỏ tắc thì mình dắt xong rồi đó, mình sắc từng miếng rồi sau đó mình sẽ ướp vô với bắp khía ha. Bây giờ mình chuẩn bị trộn ha. Bây giờ mình mời cả nhà xem mình trộn bắp khía ha. Bây giờ trước tiên mình cho đường chứ đi, trộn có đường. Còn đây là tỏi với ớt nè, mình ăn ớt nhiều nên tầm tỏi với ớt nhiều. Còn đây là nước tắc nha, mình không có trộn chanh, trộn nước tắc thì trộn bắp khía sẽ ngon hơn. Giờ mình trộn cái đều ha, ướp khoảng 1 tiếng nửa tiếng gì đó cho nó thấm rồi hả ăn, để càng lâu càng ngon hơn. Còn đây là vỏ tắc nè, mình ướp vô bắp khía thì nó không có tanh, nó thơm một nhìn vỏ tắc. Bắp khía này mình đã ướp cho vậy xong cho mình trộn cho nó đều. Nhìn bắp khía nhìn thấy hấp dẫn chưa? Bắp khía này mà ăn cơm nguội là hết sảy luôn đó nha. Mình trộn với vỏ tắc thì nước cơm nó thơm nữa lắm, không có bị tanh, để càng lâu thì càng ngon hơn. Đây cái nhà nhìn thêm bắp khía nè, trộn nè, mình đã cắt tép ra từng càng rồi nè, lật bỏ cái móng đó này cho nó mau thấm hơn thì sẽ ngon hơn. Giờ bắp khía mình đã hoàn thành rồi nha các nhà. Giờ video mình xin kết thúc tại đây ha. Cả nhà nhìn bắp khía mình chọn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Này, trộn bắp khía mình phải tép ra từng càng mới ngon nha, nó thấm nha, phải lật cái móng nó bỏ nữa nên nó mới ngon, mau thấm hơn nè. Mình thấy hấp dẫn chưa? À, ăn cơm là hết sảy luôn nha. Quay cho cả nhà xem ha.